bố con với nhau mà có lỗi gì con. Đứng dậy đi. Đứng dậy. Tha cho con phải không? Tha cho con mày. Đồ chó. Tha cho mày hả? Mày dám bỏ mày trốn hả mày? Tha. Mai là tối hôm qua Đại Long báo kịp thời. Mày cũng trốn hả? Mày trốn đi đâu hả? Mày khoan trốn luôn hả? Bố ơi, con xin bố mà bố tha cho con đi. Tội mày quá. Nè, xích nó lại. Cho nó khỏi đi nữa. Bố đưa ra là cái gì vậy? Xích nó lại. Mày xích mà như vậy mày bị hết có trốn. Đại Long, còn cái thằng đặc vụ đó con giải quyết làm sao rồi? Chú cứ yên tâm, bọn con xử nó rồi. Cột chì vào chân nó, thả xuống sông, chắc chắn nó không sống nổi. Sao mấy người độc ác quá vậy? Anh đâu có làm gì mấy người đâu, mấy người giết anh. Đó là cái giá nó phải trả. Nó dám bắt người của tao. Còn mày nói tao ác hả? Tao sẽ đối xử với mày còn nhiều cái ác hơn nữa. Lôi nó về, canh chừng cẩn thận cho tao. Đi! Trời ơi, tự nhiên không kêu ra họp gấp mà không thông báo gì trước trơn, không có kịp chuẩn bị một cái gì hết trơn á. Ê, coi coi, bảy có bị nhợt nhạt quá không? Tại bảy chưa trang điểm á. Ê, nhìn bảy coi có bị giản dị quá không? Tại bảy chưa có kịp chuẩn bị mặc đồ gì hết trơn, trời á. Chuẩn bị quá ha bảy ha. Ồ, đang ít đó. Chứ nếu mà có chuẩn bị là có màu phải không? Cái này là hơi bị trắng này, chưa có tô màu lên. Kia mới đúng là bảy chứ. Ôi trời, gì vậy? Không không. Gì vậy? Không không. Các cô nên nhớ, đây là hình phạt dành cho đứa dám bỏ trốn và chống lại công ty. Cái gì? Nó bỏ trốn hả? Ừ. Trước kia thì lên mặt với tao ghê lắm mà. Bây giờ thì nhìn xem, bị xích có khác gì con chó đâu chứ. Ê mày, đừng nói vậy, tội nghiệp con chó lắm á. Đáng đời, sống ở đây sung sướng thì không chịu, bị đặt bỏ trốn. Tao thấy cái xích này á, hợp với mày lắm đó. Vàng bạc thì không chịu đeo, lại đi đeo xích chó. Này, các người thôi đi. Đừng có ngồi đấy mà cười trên nỗi đau khổ của người khác. Cười trên nỗi đau của người khác nghiệp lắm tụi mày biết không? Ta không những cười mà còn sỉ vả, cười sung sướng trên nỗi đau của nó nữa đó. Niềm vui của con tao á là nhìn bọn mày đau khổ. Nhìn nó như thế này á, tao hạ giả lắm biết không? Suốt ngày ngán đường tao. Tụi tao không cười, chẳng lẽ khóc hả? Tụi tao đâu phải là Bồ Tát hay là Thánh Mẫu đâu mà khóc thay cho bọn ghét tụi tao. Nè, tụi bay đủ rồi đó. Đúng được không? Lâu thì kìa mày. Này, các người còn động vào Bảo Ngọc nữa. Tôi không tha cho các người đâu. Không tha cho các người đâu. Nghe sợ quá ha. Tao không cần biết. Tao chỉ cần biết là nó trốn ra ngoài và không mang tiền về cho nhà chung này thì nó phải là ô sin trong mấy nhà này. Không biết là cái tội mà bỏ trốn trước khi kết thúc hợp đồng á xử sao ta. Mày có quá đáng nha. Mù nào quá đi. Còn cô, hình phạt là phải đeo xích, làm hết công việc trong căn nhà này. Giải tán đi. Từ nay có ô sin rồi. Tại sao vậy? Sao lại để mọi chuyện ra nông nỗi này? Mấy đứa. Dạ. Tụi bay ráng tụi bay chăm sóc nó nha. Dạ bảy. Thôi, mày đừng có lo. Có tụi tao ở đây không ăn hiếp được mày đâu. Bọn nó mà động vào chị, em giết bọn nó luôn. Về lại rồi thì từ giờ ba chị em mình lại nuôi nhau sống thôi.
Em đang làm gì vậy? Anh làm sao đấy? À không, anh sợ bảo Nhi nó thấy. Mẹ nó vừa ngoại tình xong, giờ nó thấy anh như vậy, anh sợ nó chịu không nổi. Bảo Nhi đi học rồi, thế cho nên em mới dám ôm anh đấy chứ. Thôi, anh lên nhà tắm rửa đi. Em có chuẩn bị quần áo với nước nóng cho anh rồi đấy. Hôm nay em nấu toàn món anh thích nhá. Em chu đáo thiệt. À, anh có cái này cho em. Đây. Sao lại là kem chống kích ứng và tái tạo da? Hôm qua anh vô tình thấy lưng em bị mẩn đỏ như ngứa do dị ứng thời tiết, nên anh mới mua cái này cho em. Đây là kem SOS Repair Palm, dòng sản phẩm phục hồi da hư tổn của Laura Sunshine. Có thành phần thiên nhiên với 3% chiết xuất từ rau má, giúp làm dịu làn da kích ứng như em nè, rồi dưỡng ẩm chuyên sâu, giúp tăng độ đàn hồi cho da. Với lại giúp da phục hồi nhanh chóng. Sản phẩm này có thể dùng cho da mụn nè, da mỏng, da khô ráp hoặc là da bong tróc. Anh dùng thấy hiệu quả nên mới mua về cho em. Em cảm ơn anh nhé. Anh lúc nào cũng quan tâm em. Em đã lo cho cả gia đình này rồi, thì lo cho em một chút cũng là điều nên làm mà. Thôi, anh lên tắm đi, rồi còn xuống ăn cơm. Em đúng là người phụ nữ chu đáo. Thế anh có muốn em làm vợ anh không? Người phụ nữ chu đáo, đảm đang, có một tâm hồn đẹp như em thì ai cũng mơ ước chứ không phải chỉ riêng anh. Chỉ cần anh hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ anh là mình có thể ở bên nhau mà không sợ bất cứ điều gì rồi. Anh à, nếu anh chưa sẵn sàng thì cũng không sao đâu, em đợi được. Thôi, anh lên đi tắm đi, em giặt đồ rồi dọn cơm cho anh. Càng ngày á, em càng ngon lành như vậy. Thảo nào anh thấy anh mất sức quá. À, để coi hôm nay mình nghĩ ra một trò gì cho nó vui nè. Anh lại nghĩ ra trò biến thái gì ở đây? Anh có bài trò gì nữa thì em đâu thoát được anh, có đúng không? Nè, đeo vô đi. Đeo vô nhanh lên đi. Anh dẫn em lên lầu. Anh vừa nghĩ ra một cái trò bao vui luôn. Alo, có chuyện gì bay gọi tao vậy? Hả? Cái gì? Hợp đồng mấy chục tỷ đó, tụi bay nói mất một cách nhẹ nhàng vậy hả? Tụi bay làm sao á để công an biết phi vụ đó chứ? Lũ ăn hại mà ngày mai nghỉ việc cho tao đi. Biến đi. Trời, đúng là xui xẻo. Hết thằng con phá hoại rồi gặp cái lũ ăn hại này nữa mà. Sếp có sao không? Lấy giùm tụi miếng nước. Nhanh lên. Dạ. Alo, tụi bay nghe tao nói nè. Giá nào giá phải lấy được lô hàng nó về cho tao. Còn nếu không á, hậu quả thế nào á, tụi bay cũng biết rồi đó. Vậy đi.
Alo. Để coi nhiễm độc thủy ngân thì ông sống được bao lâu. Ừ, cứ vậy mà làm. Mời sếp uống nước. Sao anh làm như vậy? Không phải anh là người đã giúp em bỏ trốn sao? Anh làm như vậy đấy thì sao? Vậy tại sao anh lại còn tố cáo em để ông Đường bắt em lại? Để tôi nói một lần cho cô hiểu. Một loại gái rẻ tiền như cô, bất cứ ai có tiền đều sẽ ngủ được. Cô nghĩ vì cô mà tôi sẽ phản bội ông Đường sao? Chẳng qua là tôi đang lợi dụng cô để xử thằng Trung Dũng, lấy công với ông Đường thôi. Đến bây giờ cô vẫn còn nghĩ là tôi có tình cảm với cô sao? Đừng mơ mộng nữa. Đây là cuộc đời chứ không phải cái giường để cô vừa ngủ vừa mơ mộng đâu. Vừa làm gái, nghĩ sao mà có thể quen được tôi. Và cũng đừng bao giờ mơ tưởng nghề của mình sẽ có được người yêu. Lần này phải tầm bổ cho chị ấy nhiều vào. Bảo Ngọc, tại sao mày không ăn cháo? Chị cứ như thế này thì làm sao mà cơ thể chịu nổi. Tao sai rồi. Đáng lẽ là tao không nên bỏ trốn khỏi đây. Nếu như mà tao không bỏ trốn thì Trung Dũng không phải chết. Thôi, chuyện nó qua rồi, mày đừng có nghĩ tới chuyện đó nữa. Tất cả là tại tao. Tại tao mà Dũng phải chết. Chuyện hôm đấy là như thế nào? Chị kể lại cho bọn em nghe đi. Tối hôm đó, Dũng đợi đón tao để đi làm chứng. Dũng! Ngọc! Dũng mau đưa Ngọc rời khỏi đây đi Dũng! Ngọc yên tâm đi, Ngọc là nhân chứng quan trọng, Dũng sẽ bảo vệ cho Ngọc. Mình đi. Dũng! Dũng! Lên đi! Nhưng không ngờ lại lọt vào cái bẫy mà Đại Long đã cài ra sẵn. Đại Long cố tình thả tao ra đi gặp Dũng để có thể giết Dũng rồi bắt tao đi lập công với ông Đường. Trời ơi, tao không ngờ Đại Long là một người nham hiểm và khốn nạn như vậy luôn á. Thì ra Đại Long cũng chỉ là thằng đàn ông đều cáng, ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, sẵn sàng đạp đổ tất cả mọi thứ để có được thứ mình muốn. Tao thấy thương mày quá Ngọc, nhưng mà mày phải ráng lên, ráng lấy lại tinh thần để tiếp tục sống nữa. Đúng rồi đấy, bố mẹ chị cũng chỉ còn có chị là con thôi. Bây giờ chị chết thì bố mẹ chị phải làm sao? Tường Vi nói đúng đó, mày chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa là hết hợp đồng rồi. Có lúc đó là mày có thể đi tìm bố mẹ của mày, gia đình mày đoàn tụ rồi.
Đừng có nghĩ quẩn đó, còn có chị em ở đây mà. Này, ăn đi, để còn có sức mà vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Lướt web nhớ thấy có chén cứ kiếm tới mì gõ thơm thơm ngon ngon vui là chính và những điều hay ho make anh make em chưa người yêu đang sau lo thì đừng ngại dù chi đến đây xem channel mì cô làm mình cười vui nhớ đi để chi được sống thảm xem xong nhớ cho một like.